chân rút của môn thể thao miên tay dưới thể thao của môn thể thao à lấy dương chân bàn xin tay xin cả đài và xin tay xin từ từ miên rút của môn và xin hai đỏ hạ phá được ba lần xin hạ phá họ từ miên chiên từ miên xin và càng bị thái vô cả phạm và cũng là hạ phạm hàng trọng trọng là tạm tất cả những thứ hàng hạ phạm và hạ phạm vô cả bị thái rất là ngày mà được chín hạ phạm chấn cho phải ca vô cả đó to cả đấy dừng hai sợ xê mà chỉ xin hạ phạm vô cả ca bị thái cho tới việc mà được chín hạ phạm chấm lên bê tay phút hợp hà dương chấm phòng lại đi mùng nít và mùng nít phòng mẹ phút hợp hà phí cà mẹ dập và chấm xín phí cà mẹ cho hít cô cà tới đò cà tới thì dương chuột chỗ nó cứ dương bạch đặt ca thì thay để cứ dùng xuống ca smile chẳng có ca dùng do smile muối mà định là thì thay rồi có ca và phí rồi có đo không đo phí là sai cho nên là mình vừa là dùng chẳng phải là ta sẽ nghe và những dân thật đặt đo rồi thật đặt bù chẳng lẽ mà chớ là đến dân là phê mà thật chí và liền miết cái thật chất là lấy dân đặt sản phẩm mới cứ đặt ta xin phi hết và đó phi thai cả nữa mà ta như là do cốt được là do đỏ chấn lực về là lực trung sạch xe đó mà nên là cái này cũng càng ngắn từ do đỏ mùi dày hay và sau đó lực trung xe thì bị cốt thì này càng ngắn từ do cốt mùi vị của ca nó không biết như chưa là bọc chia chậm luôn cốt rơ lạc tìm bắt chân hạ rung của môn thang lớn cho phát gió để xảy ra sao để cho mình con bì hay mà hạ cả lại đi mình con muối dừng cho thang lớn mình dùng thang lớn mình hạ tỏ mình nhé và chân dừng xa con sẵn này và hai lại đi cứ dừng cái này nè con mới lại nghe hạ nhất phẩm mát con đã đặt phần năng nào à, đặt phần năng mọt sau vậy vừa lên là ngày đặt pin khai đó chân mà pin khai dương quân nâng ơ xoay quân của mẹ đó đặt coi là ba mà x xoay quân ơ xoay quân x phố nâng khai chân là lên sau phần mở a xoay quân âm quân nâng a xoay quân ấn mà a xoay quân ấm là phố thành chân ba đi ơ xoay quân pin khai chân người ta rơi nặng ơ xoay quân của mẹ đồng bay ở bán ơ xoay quân ếch bộ phải thay nè chân là đi cư con rơi nặng hà ếch ếch chân là đi cư dân tạc nữ đọc thay nặng bạc chân sang bọn hà do phí thái tên bộ phải ếch thay đọc thay nè ở lời con chân mơ ta là đi thay của mẹ thái à có này à có này tu tu nó tăng khai khai vô ít chứ có ít không khai về đấy chân ma đang đi tâm tơ đó miền này khai cả lại đi chứ ta ta cả lại đi chứ ít không cả khai vừa đấy à ở đó à xử lý đó chân này đi chứ đó ở phải cứng thì khai ba chân thái như chân đi ta máu ta đi chân đó phi cả ta chân máu chân được khai mà ở liền miết cái thân trực thái họ thì mở camera mà thọ đang nứt họ thọ ra bài chấp bàn xín tí cặp tá ép đọc thải ở anh ấy ơ phải quân thì thái cặp tá ơ phải quân ép đọc thái cái này đi hả đọc mùi vậy phần khác như trong ba là nó đọc mùi vậy vừa lên chân anh đi xoay quân phòng ăn con sẽ đây anh đi mê quân tăng lên thế hay quân sẽ đây đi tăng lên thế
chân đọc về lúc này đi x đọc 2 đi x đọc 2 được nghiệp chân bằng x đọc 2 x đọc 2 được nghiệp là nó như ngang tan đấy và về nước tan tan x đọc 2 nước trên t đấy và chân bằng tan kế xưa thai x thật là đọc thái chân về lúc tư nằm hồi tan thật là đọc ấy thật là đọc sâu chân bằng nghiệp ấy thật hộ thì cũng hai đứa con sẽ xem xế đến lúc đó thì nói cái tự nhiên ta có đứng hết đó không cho mình biết cái dương là về mà cần nghĩa và đứa con còn tất cả những đầu á về dương sạc xế mà nó chỉ chưa được đầu đầu cái kế mà thực tế xí xong con tan này nè con tan ấy con thật đầu mà hay cái này cái thật đó ấy cái thật đó không buồn mê đâu à anh ấy thật đó cái thật đó cái gì trên mà sâu đấy thế đó chân là đi mình tập kia xin vì tế ai vì tế mà vì tế đó mà vì tế hai là đi ở phải cuốn vì hai là phẩm đi mình có ba cái anh em kia chỉ chỉ muốn thề là hai này là đi ở phải cuốn tế đo mùi chân về nước cô và là chai tế tất là đi bằng hai mà thì ta nhận thề và thật là tốt là đi xin vì tế và đặt chai là vì tế và lên quân là vì tế hồ chia tình mà ở thầy quân vì thái ai là đi ở thầy quân tế có muối đơn tế hồ và hả nâng và hả ba lực của xe anh bao vinh tế mà thì nít tế là cho số và tiền លោក ស្រី នៅ នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី បើ សិន ជា មាន បំណង ចង់ ឧបត្ថម្ភ ដល់ channel យើង ខ្ញុំ សូម ឧបត្ថម្ភ តាម គណនី ខាង ក្រោម ដូច នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ បាទ អរគុណ